Quý khán giả thân mến, thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, bảo tàng hay địa điểm du lịch có thể được xem là những người kết nối, thổi hồn vào các di tích, hiện vật, danh lam thắng cảnh, vân vân, và họ khiến những câu chuyện lịch sử trở nên sống động và chạm đến trái tim của từng du khách đến tham quan. Trong một bình minh năng động hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những người thuyết minh viên nói về công việc của chính họ. Thì ngay từ lúc nhỏ thì mình cũng đã là thích là đi du lịch, đi tham quan đây đó, cho nên đó là xong đó thì sau đó thì mình có đi học nghề, đó là mình đi học bên cái lĩnh vực là ngành địa lý du lịch. Hiện tại thì mình vô làm ở trong nhà nước được cũng gần 7 năm. Tôi công tác chuyên môn là thuyết minh viên tại điểm là từ năm 2012 cho đến giờ, là đến nay cũng là được 10 năm rồi. Thì công việc của mình thì trước tiên nhận một đoàn khách thì mình phải đến cái điểm tham quan là trước là 30 phút để mình chỉnh trang lại trang phục. Cái nhất, cái thứ hai nữa là mình phải là chuẩn bị cái phần hỗ trợ âm thanh của mình phải đảm bảo. Cái thứ ba nữa là mình phải chuẩn bị là cái trang phục của mình là luôn lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Và quan trọng là cái nguồn kiến thức của mình phải đảm bảo chính xác về cái nơi của mình là giới thiệu. Và đồng thời đó là mình còn phải chuẩn bị thêm cái vốn kiến thức từ địa phương, văn hóa, con người ở nơi của mình là giới thiệu với khách. Đối với công việc thuyết minh viên á, theo tôi thì nó đòi hỏi cái kỹ năng nghề. Thì mình phải nắm vững kiến thức, và ví dụ mình giới thiệu về kiến thức mình nói với khách là một phần thôi, nhưng mà trong cái kiến thức trong đầu của mình nó phải có đến 10 phần lận. Bản thân người hướng dẫn viên á phải có trang bị đầy đủ kiến thức để trả lời những cái thắc mắc, những cái thông tin mà khách tham quan người ta cần biết. Và cái điều mà yêu cầu đối với một thuyết minh viên nữa trong tất cả các công việc luôn, theo tôi đó là cần phải có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt là yếu tố tiên quyết để mình, và đặc biệt là bạn phải yêu nghề nữa. Hiện tại thì khó khăn thì cũng không khó khăn gì nhiều, là chủ yếu là những cái ngày lễ Tết á, thì thí dụ như là những cái công việc khác thì được nghỉ, còn riêng những cái công việc mà bên lĩnh vực của mình đang công tác á, thì phải là trực xuyên suốt là vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ Tết. Ngoài những cái mà kiến thức này, ngoại hình này, sắp xếp công việc thì mình nói là cái phần giao tiếp tự tin. Thì cái người thuyết minh viên ở một điểm đó có thể là đại diện cho hình ảnh không chỉ riêng là một điểm đó đâu, mà của quận, huyện và của thành phố Cần Thơ. Những hình ảnh tốt đẹp của cái người hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm sẽ góp phần để cho cái góp phần đưa cái hình ảnh du lịch của Cần Thơ, của địa phương mình, để cho các tỉnh bạn người ta biết đến, người ta đến tham quan.